xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện tầm ma trích lục của tác giả nuki và mạnh ninh một câu chuyện về chủ đề thể pháp rất hay à, ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của đình soạn Sau một hồi trò chuyện Thần gia xích tin cầu gật đầu Rồi hóa thành một con chó lông trắng Rồi theo vết máu đọng trên cửa Mà đánh hơi rồi nói Thật ra nó vốn là một cây đa tu đạo Lại tích được không ít công đức Vài trăm năm qua Lần này tắc oai tắc quái Là do con yêu nghiệt sống ngay dưới cái miếu này Nó có đạo hành thâm sâu Cho nên ép cây đa thần phải theo ý nó Sớm đã đi vào ma đạo yêu nghiệt đó dựa vào bát tự sinh thần của những đứa bé vít trên cây mà nhằm nửa đêm thư ra hồng huyết câu dẫn linh hồn nhằm hấp thụ hồn phách mà tăng cường ma lực cây đà cũng nhận không ít lợi ích cho nên bắt tay với nó về lai lịch của yêu nghiệt xích cầu thần ra cho biết nó là con quỷ ở ngay đầu sông nhưng không phải là ma xa nó chuyên dình để khi người ta gần bờ sông thì hù cho họ té xuống mà già liền kéo chân người ta xuống nước thì nhào xuống hớt tay trên hại chết không biết bao nhiêu mạng người tiểu tâm nghe xong thì nộ hỏa hay nắm tay nắm chặt quyết tâm diệt trừ nó vì xích tiên cầu đã nhắc đi nhắc lại là nó tu ma mấy trăm năm cho nên để chắc ăn nàng viết cho mỗi người một ấn sắc lệnh tam tinh cứ bằng bằng ngón tay đeo trên cổ rồi mới trở lại ngồi dưới gốc cây đối diện với cái miếu đang mập mờ hương lửa tiểu tâm đã có dự tính sẵn ở trong lòng giả bộ đặt trước bàn thờ một mâm hoa quả lầm rầm khấn bái thần cây rồi treo lên hai tờ giấy màu đỏ có ghi bắt tự sinh thần của hai đứa trẻ đó là hai hình nhân bằng đất nàng mới nặn thành lại sai thần gia mãng xà và thần gia hắc miêu xuất hồn nhập vào cho ngồi trước cửa miếu trước đó tiểu tâm đã căn dặn cẩn thận ta dùng kế điều hồ ly sơn và ve sầu thoát xác nhằm dụ con tà yêu ra câu diệt thần hồn. Các người là thần gia tu tiên chỉ cần rủ nó ra, phần còn lại để cho ta lo. Xin nghe theo sự sắp xếp của thiên sư. Đứa trẻ mang linh hồn của hắc miêu vái tả cung kính. Tiểu tâm chưa kịp hài lòng gật đầu thì đã nghe tiếng thẻ thẻ cất lên. Lão mèo già nhà ngươi thì làm ăn được gì? Xem lão già ta trừ yêu diệt quái đây đứa trẻ mang thần hồn mãng xà nhảy lên xuất va xuất ra vài quyền cước chân đạp tay ném mồm phát ra những tiếng chiếu chiếu chỉ thấy một tiếng á ui vang lên tiểu tâm hai mắt trợn hòa lúc này đang nhéo tai thần hồn mãng xà mà nói bản lĩnh tỏ quá nhỉ mấy tu tiên có một thời gian mà đã huỳnh hoàng tự đắc có biết xích cầu còn phải e sợ nó mấy phần không xích xích tiền bối phải e sợ nó á à? mãng già lắp bắp nói rồi quay qua hắc miêu giả điệu đấm bóp mà nói vừa giờ đệ chỉ khởi động cho nó ấm người loại rắn nhà đệ nằm im là đau như mỏi xương cốt miêu huynh cái thế vô xong thì nữa giáp trận cho huynh đi đầu công đức của huynh hết nói rồi khép cặp mắt ti hí chờ đợi thì lại thêm mấy cái vả làm cho mặt sưng tướng lên tiểu tâm vừa đuổi vừa gào hèn nhát này giờ xỉu vừa tới thì xảy ra sự lạ sau khi tiểu tâm lầm rầm khấn bái để cho ngay thần ra trong hình hài có ngay đứa trẻ lại thì giả bộ ra về tiểu tâm lén lút thư ra ba đạo bùa quanh cây yêu rồi cầm đạo bùa thứ tư giả bộ rời đi và nhanh chóng núp vào một góc để quan sát quả thần ở ngôi miếu phát ra một luồng âm khí đáng sợ tiểu tâm bèn đặt tờ đạo bùa thứ tư xuống tức thì khởi động một trận pháp ngăn cản cách tà yêu từ bên ngoài có thể xâm nhập Quả nhiên từ bốn tấm bùa phát ra uy chấn Thì tài yêu dù đang chuẩn bị câu hồn hai đứa bé Cũng phải buông tay bỏ chạy Nó lao vút vào thân cây đa Đang tìm đường thoát thân thì hắc miêu đã xuất hồn mà chặn đứng trước mặt Tài yêu có cặp mắt vàng rực định quay đầu bỏ chạy lên cây Thì phát hiện ra một con chó trắng sát khí ngập trời Thì cầm bảo đao sáng loáng trở sẵn Tính quay đầu lại phía sau nhằm lao vào ngôi miếu nhỏ tìm mãng xà đã chấn giữ sẵn từ lúc nào. Nó còn trọng tức con tiểu yêu khi khoác lên thân mình một bộ áo bào màu đỏ, uốn à uốn éo chiêu người. Vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí lại càng xấu xí hơn. Tiểu tâm lúc này mới tiến lên tay cầm đào mộc kiếm đang bốc cháy ngột ngột. Ta yêu, sớm biết có ngày hôm nay tại sao còn gieo nhân ác hôm nay ta dẫn theo ba thần ra quyết câu diệt người tàn hồn nát phách con tà yêu bị giáp công bốn mặt tiến thoái lưỡng nan nhưng nó tuyệt nhiên không có ý hối lỗi câu hòng của nó phát ra tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn hai con mắt vàng khè nhìn tiểu tâm hùng dữ giao cho các ngươi tiểu tâm khẽ nói rồi phất tay giang hiệu xích tiền cầu và hắc miêu chưa kịp xuất thủ thì một bóng đen to bằng cái nhà ẩm ẩm lao đến mãng xà cứ nhẹ con tà yêu mà đè lên giày xéo con tà yêu bị thân mình khủng bố đè thì gào la oai oái mãng xà khoái chí cất ra từng chàng cười và liên mồm nói chưa 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 rồi hả chết rồi à chết sớm vậy chứ cả ba liền á khẩu nhìn khung cảnh đó chỉ thấy hồn phách của con tà yêu vỡ vụn dưới mỗi lần giày vỏ rồi tan thành hư vô theo từng tiếng cười phát ra trong đầu của tiểu tâm vang lên câu nói năm nào của cha Mãng xà một thân kịch độc Ta hồn gặp nó thì không còn đường lui Hôm nay mục sở thị quả nhiên y như lời đã nói Tiểu tâm nhìn cây đa một lượt đoạn nghĩ nó cũng không còn thời gian cứu giúp dân làng Cho nên lắc đầu thở dài tha cho nó con đường sống Cất bước về làng chưa đầy nửa dặm thì trên trời vần vũ tiếng phong ba ầm ầm thổi trên đầu rồi một tia sét chói lòa đánh xuống mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa cây đa bị xẻ làm đôi cháy phừng phực phút chốc đã chỉ còn thấy đống đổ nát tiểu tâm thở dài rồi bước thẳng về làng không quên lấy sợi dây thừng buộc cái mồm nhằm nhở răng của mãng xà và tiếng cười của nó làm cho nàng gây sợ hơn là bao lần đối đầu với yêu ma sau khi cùng ba thần giúp dân làng diệt trừ đi nạn tà mộc tiểu tâm liền cất bước nhắm đi hướng tây mà tiến thẳng sau khi rời khỏi thôn làng đó tiểu tâm nhắm hướng đối phía tây lại nghe lời của xích tiên cầu căn dặn đêm hôm trước hướng tây mười dặm cánh tả cung đoài chính ngọ thời thần đúng chỗ ngã ba trích hướng tây đi ba mươi trường sẽ gặp một gốc cây bị xét đánh đã lâu xây đó nhất định có bảo vật tiểu tâm đến nơi quả thật như lời của xích tiên cầu nói có một gốc cây cháy xém nham nhở. Tiểu tâm cẩn thận đặt bọc vải nâu sồng xuống đất, rồi rút ra một cây sẻng mà cắm cúi đào sâu xuống. Đào cả ngày trời mà không thấy gì bền quăng sẻng mà lầm rầm. Lão cậu dám lừa bồn đại giá. Vì gốc cây khá to, dễ gầy có chiều cắm sâu xuống nền đất, cho nên tiểu tâm chán nản chả buồn đào thêm, lão cậu cất giọng ồm ồm. Thế mà nàng nạc đòi theo ta đi quật mộ cổ, mới có tí khó khăn đã thế thì còn lâu ta mới truyền thụ tiểu tâm thở dài được 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 rồi ta đào tiếp được chưa rồi lầm rầm trong cổ họng tiếp tục đào sới đào sâu xuống thêm một trường quả nhiên lộ ra một tấm ván gỗ dày tiểu tâm say mãng xà hút một nhát vỡ tung thì lộ ra cửa vào của một cái lỗ sâu hoắm tối như hũ nút tiểu tâm theo lời của lão cầu luồn tay khu khoáng bên trong rồi móc trong cái lỗ đó ra một vật tròn dài bằng bắp đùi của người lớn, được bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy dầu màu đỏ sậm. Tiểu tâm cẩn thận gạt bỏ lớp bùn đất dính quanh, rồi nhẹ nhàng gỡ mấy lớp giấy. Hiện ra trước mắt của nàng là một con hồ ly chết lâu năm, nhưng thân thể không bị phân hủy mà chỉ hơi teo tóc lại. Con hồ ly có màu lông đỏ rực, nhìn kỹ thì thấy trong miệng của nó ngậm một viên dạ minh châu trắng như tuyết trong hơn cả pha lê. Cậu bá bá, đây là bảo bối mà bá bá nói đó sao? Lão cậu cẩn thận xem xét rồi gật đầu đoạn kể cho tiểu tâm nghe một giải thoại. Phạm là thần thú tu tiên trong cơ thể sẽ tạo ra một viên ngọc định hồn gọi là thần châu. Duy chỉ có loài hổ ly thì trải qua mấy trăm năm nước mắt tạo thành một viên dạ minh châu trắng trong hơn ngọc. Hồ Ly lại luôn luôn ngậm chặt viên minh châu này ở trong miệng, cho nên thoát ẩn thoát thiền biến hóa khôn lường. Con hồ ly này đạo hành cũng trên dưới 300 năm, lồng của nó cứng như hàn thiết, là vật tốt nên thu lại tất có lúc dùng tới. Tiểu tâm nghe lời của lão cầu Lê viên giả Minh Châu ra khỏi miệng hồ ly, rồi không quên rút ra mười mấy cái lông nhọn hoắt và cái xác gói lại rồi tiến về phía thị trấn không xa ở trước mặt. Thị trấn này ồn ào và tấp nập giao thương cả mấy vùng đều tập trung tại nơi này. Đi một lúc thì lão cầu bảo tiểu tâm ghé vô vào một gian hàng đồ cổ nhỏ bé, không có mấy khách qua lại. Tiểu tử muốn mua bán hay là cầm cố thứ gì? Tiểu tâm quay người thì thấy ở quầy có một lão già gần tám chục tuổi, dáng vẻ cầm cầm, hai mắt đảo như là giang lạc soi mói nàng. Sao, có mua bán gì thì lẹ lên, ra ra người còn phải đi ra ngoài bây giờ tiểu tâm chưa kịp phản ứng thì một tiếng nói khác đã lại cất lên mất một giây để nàng nhận ra đó là lão hầu con khỉ vàng thần thú bảo mệnh thứ năm của nàng lúc hạ sơn thằng nhãi con này thế ông tổ mà còn không hành lễ tiểu tâm chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy lão già trước mặt phát ra những tiếng éc rồi quỳ mọp xuống nhanh chóng bò bằng bốn chân ra đóng chặt cửa nèo đoàn lại bò xuống trước mặt của nàng mà run giọng Tổ gia ghé thăm Đồ nhi không biết nghênh đón từ xa Mong tổ gia xá tội Đoạn lão già hiện lên nguyên hình Là một con khỉ lông vàng cao to mấy trượng Lão nhảy lên tanh tách Nhào lộn mấy vòng rồi vọt lên xà nhà Rồi lại phi thân quỳ mọp xuống run sợ Lão cầu bảo rằng Đó là nghi thức chào mừng tổ sư Của thần thú phái hậu gia Còn biết chút pháp tác Hầu ra hiện thân là một con khỉ lông vàng, Kỳ lạ là thân hình chỉ bằng đứa trẻ con lên năm lên sáu. Lão hầu trèo lên bàn rồi vắt chân lên bảo. Đã hai trăm năm ta theo bảo hộ cho thiên sư. Chính phái hầu gia cũng lưu lạc khắp nhân gian. Mà hành thiện cứu đời không uổng công tần nuôi dưỡng các người. Còn không mau trần bị tiệc rượu cho ta và thiên sư. Quỳ ở đó để làm gì? Đoàn lão hầu ghé sát tai khỉ già đang quỳ mọp mà lẩm bẩm. Tiểu tâm đỏ ửng hai má khi lão cầu bảo thằng khỉ già mất dậy lại bắt đồ như chuẩn bị mấy tiểu cô nương hầu hạ cho nó cơm nước xong xuôi thì tiểu tâm lôi trong bọc ra viên dạ minh châu và năm cái lông hồ ly mà lão cầu gọi là thiết xích dương một viên dạ minh châu năm cây thiết xích dương giá bao nhiêu lão khỉ già lúc này đã đội lốt thành lão già mù trầm giọng bảo người biết xem hàng và thưởng thức hàng càng ngày càng ít có là hàng tốt thì cũng chẳng được giá cao lão toét tính ăn không để lấy rượu che hả hầu già rít lên qua kẽ răng làm cho lão khỉ già run sợ quỳ mọt mà nói trước mặt tổ gia đồ nhi nào dám nói láo nghề buôn bán này dựa vào ân đức của tổ gia đồ nhi nào dám phủi tay trên nếu không xong này làm sao mà sống nổi có cho ăn gan hùm đồ nhi cũng không dám thế còn được Ta mà biết người giấu ta đi tiểu lâu hưởng thụ mấy cô nương một mình thì chết đòn với ta. Dạ đồ nhi đồ nhi không dám. Đoạn quay qua tiểu tâm mà nói. bẩm thiên sư, xác của con hồ ly đó gọi là hồ tinh. Viên giả Minh Châu còn được gọi là bạch ngọc linh đan. Lông của nó gọi là thiết xích đan. Ba thiết này đều có công dụng riêng. Hồ tinh đó trời sinh là một thứ mang khí dương sau khi nghiền bột rồi uống sẽ giúp cho người bị khí âm bùa vây bị tiêu trừ, tăng cường thêm sinh khí. Vì loài hồ ly rất thích hoạt động về đêm, cho nên là những bộ lông thấm đẫm sương đêm, có mấy trăm năm tích tụ âm khí lại có ích cho người bị hỏa khí quấy nhiễu, điều hòa âm dương thân nhiệt. Còn viên bạch ngọc linh đan thì mùa hè mát, mùa đông mang vào thì ấm, lại có tác dụng bổ khí tuần hoàn như cải tử thân mệnh. Đúng là đáng quý lắm, nhưng mà đồ nhi đã nói giá trị liên thành thì càng ít người hay. Nhân đầy gia tài của Đỗ nhi chỉ còn trăm lạng vàng mong thiên sư soi xét nhận đỡ. Trăm lạng vàng mà lão nói nhẹ như là không, làm cho tiểu tâm vô vập gật đầu nhận luôn mà không ý kiến gì cả. Sau khi nghỉ tại tiệm đồ cổ đó ba ngày, trẻ chế chén no say thì tiếp tục lên đường lại đem gần hết số tiền trăm lạng vàng đó cúng cho nhà chùa để mua gạo phát trần cứu tế cho dân nghèo quanh vùng đó. Lúc tiểu tâm đang nghỉ ngơi tại một quán trọ ven đường, thì ngoài cửa sổ vọng lại mấy tiếng gấp gáp. Cứu, cứu, cứu với. Tiểu tâm thò đầu ra để quan sát, thì thấy thần gia cú mèo đang xảy cánh mấy mét mà đáp xuống cạnh cây cạnh cửa sổ. Lão Cú trở thành thần bảo mệnh của Hoàng Thiên Sư từ đạo đánh đuổi Bạch Mao Cương Thi vì cảm khái cái đạo nghĩa chữ yêu diệt tà mà bỏ con đường độc đạo đi theo phổ tá tiểu tâm theo lời cầu khẩn của Lão Hoàng đến nay cũng 5 năm, năm dòng. Lão Cú hai mắt sáng rực đứng im lìm trên cành cây một lát rồi lại tung cánh bay trở ra. Cổ họng vẫn còn cất lên tiếng giáo gọi hồn vang cả không trùng. Tiểu tâm hiểu rõ chắc chắn là có yêu ma nào đó đang quấy phá Cho nên quay vào trong phòng mà nói Xem ra thiết xích đàn ta mới thu được có dịp dùng rồi Đoạn nai nịt gọn gàng nhắm hướng cú mèo réo gọi là đi ngay Lão cú hút lên nhiều chàng thê lương Rồi lại lượn mấy vòng quanh căn nhà gỗ nằm ở phía bắc của gia trang nọ Căn nhà này không phải của ai xa lạ mà chính là của lão mạc là phu xe sáng nay mới cho tiểu tâm quá giang vào trong thành. Tục ngữ có câu, cú đến câu hồn không ai thoát kiếp. Phạm cổ nhân đã dạy cú mèo đến nhà không phải là việc cắt lợi. Không hồ gì con cú mèo này lại là một thần thú bảo mệnh của đạo gia. Nó ghé thăm chắc chắn phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Lúc này Lão Mạc vừa về tới nhà. Hôm nay tâm trạng của Lão vui lắm. Nhà của Lão Mạc thì có bốn người hai vợ chồng của lão và hai đứa cháu nội. Ba mẹ của chúng thì qua đời sau cái dịch đậu mùa cho nên hai thân già cầm lưng nuôi hai đứa bé. Lão Mạc vui vẻ đặt cái nón xuống bàn vừa cười vừa nói. Cả nhà lại đây mà xem. Lão Mạc ngoài thời gian đi kéo xe thuê đắp đổi miếng ăn qua ngày cho cả nhà. Còn có cái tài lẻ là bắt ếch nhiều đêm số tiền bán đường do bắt ếch còn nhiều hơn một ngày lão kéo xe. Hôm nay phúc đức thế nào lại bắt được nhiều hơn hẳn. Bà xem được gần trăm con rồi đó. Ồ, toàn là ếch béo mập không? Hôm nay trời phù hộ nhà ta rồi. Được rồi, để đó lát tôi buộc chúng lại. Mau mau rửa tay còn ăn cơm, trễ lắm rồi đấy. Hôm nay ông làm gì mà về trễ vậy? Để hai đứa nhỏ chờ đói quát cả bụng kia lão mạc vui vẻ nhấp một ngụm rượu cười khà rồi nói: ếch hôm nay nhiều quá, tôi bắt mãi mới hết cho nên quên bén thời gian. mà cũng lạ lắm bà ạ. À. lúc đầu tôi đi lồng thì không thấy con nào, gần một canh giờ mà tôi chưa bắt nổi dù là con ếch con. thế sao mà lại có đầy một thùng thế ông? lão mạc liền nói: đang chán nản tính bỏ về thì trời nhá nhem tối, thì tôi nghe tiếng tùm rất lớn phát ra ở mé sông. Dựa vào kinh nghiệm 3 năm tôi đoán có đám ếch rất to ở gần đó, cho nên giặt cỏ nhắm hướng đó mà đi. Tôi cũng chẳng hy vọng nhiều vì lũ ếch dạo này khôn lắm, thấy động là chúng chạy ngay. Bà Mạc chăm chú nghe lão kể, may mắn thế nào tôi lại đạp chúng một con ếch đang nằm ngửa, tưởng nó chết phơi bụng ai ngờ còn dãy đành đạch, mà nó giống như là ếch từ kim to cả bằng cái bát uống rượu này nói rồi đưa cái bát uống rượu to bằng hai bàn tay của người lớn lại trước mặt sau đó tôi đạp phải la liệt ếch sẽ đến mấy trăm con nằm phơi bụng cả lũ tôi bắt đến rụng rời cả tay thì mới hết nguyên cái thùng to tướng đó bà nhấp thêm một ngụm rượu lão liền nói lỗ ếch từ kim bình thường khôn danh không hiểu tại sao lần này lại như vậy chắc là ông trời giúp ta bà mạc liền gấp gáp đúng đúng vậy chắc ông trời thương gia đình của ta nghèo nàn cho nên phù hộ được rồi ngày mai làm cho cả nhà món ếch chiên đi bà lão nói rồi quay ra nhìn hai đứa cháu thì nhận ra một sự lạ vốn dĩ chúng nó than đói vàng mắt mà lúc này tuyệt nhiên không ăn lấy một miếng hai đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu nhìn chằm chằm vào lão mạc bà lão nhìn theo ánh mắt của hai đứa trẻ thì nhận ra Lão Mạc mới vừa cười nói thì lúc này toàn thân run rẩy cúi đầu khóc. Ở với Lão Mạc cả nửa đời người, chưa bao giờ bà thích chồng của mình như vậy. Lão Mạc đưa tay che miệng gục đầu nức nở, dáng vẻ thì ngượng nghịu không nói ra lời. Bà Mạc thích chồng của mình như một người khác, sợ Lão trúng gió thì bèn trộm lại. Thì Lão Mạc vội lùi ra xa rồi giơ tay khổ khoáng Bà, bà định làm gì tôi? Thành âm phát ra lại nhỏ nhẹ vô cùng hết như là giọng của đàn bà làm cho bà mạc kinh hãi á khẩu bình thường lão mạc là một người mạnh mẽ lão chưa bao giờ nũng nịu như vậy cứ như là biến thành một người khác đừng đừng đụng vào tôi các người là ai đừng giết tôi 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 chết thảm lắm vợ của lão mạc nhìn qua và đoán ngay chồng mình bị trúng tà bèn dẫn hai đứa cháu lùi dần ra ngoài cửa thì bất ngờ đụng phải tiểu tâm vừa cũng gấp gáp chạy tới. Chưa kịp cất lời thì đã nghe nói, bà mẫu không phải đi tìm ai có ta ở đây. Bà lão ngạc nhiên sau khi biết tiểu tâm là thầy Pháp rồi nhanh chóng kể sơ qua tình hình của lão Mạc. Từ lúc ăn cơm mới bắt đầu chúng ta. Lão Mạc nhận thấy có người đến thì bèn lùi lại góc nhà co do mà nói. À, người là ai? Đừng qua đây, đừng qua đây. Mãng xà thấy một lão già gần sáu chục tuổi lại nhõng nhẽo như một cô nương thì phát ra tiếng cười hí hí đoạn chạy qua bảo. Lão già như một tiểu cô nương vậy hay là ta hiện thân xem lão có đái ra quần không? Tiếp theo đó là tiếng khùng khục của lão hầu tiếp nói. Hay xà đệ phải dọa cho lão đái ra quần để đại ca xem lão có mặc yếm hay không? Thần Bạch Hồ túm lấy hai thần ra đánh trong một trận túi bụi lão miêu chỉ còn biết lắc đầu còn lão cầu thì lầm rầm ở trong cổ họng thật là mất mặt quá các người còn tâm trạng đùa giỡn hay sao có tin tầm mắt lão thiên sư không cả đám liền im bặt tiểu tâm trong lòng đã có tính toán liền quay ra bà mạc lúc này đang á khẩu vì chứng kiến cảnh cô nói chuyện một mình mà nói hôm nay bá bá có đi đâu làm gì không chồng tôi đi chạy vài cuốc xe rồi đi soi ếch Hôm nay thế nào lại soi được mấy thùng mấy trăm con cho nên về hơi muộn. Đột nhiên đứa cháu bé nhất lên tiếng. Con biết con biết lúc về ông đã dẫn theo một con nữ quỷ. Nó ngồi trên vai của ông hai chân quấn chặt lấy cổ. Tiểu tâm có đôi mắt âm dương nhìn thấu mọi vật. Lại thêm đôi mắt trẻ con vốn thuần khiết cho nên càng vững tin hơn bền lầm bẩm Dẫn quỷ vào nhà rồi. Dòng của tiểu xà the thế, thế. Còn mà nữ này xấu như ma Có cho không làm nha hoàn ta cũng chẳng thèm Lão cầu rút thanh kiếm giấu trong cây gậy gỗ Toàn thân thoát ra khí hừng hực Có tin là ta trẻ đôi cái đầu rắn của ngươi ra không? Sư huynh tiện tay lột ra của nó là mấy đôi giày Giày da rắn đi êm chân lắm Lão hầu liền phụ họa Tiểu tâm chừng mắt đoán biết ngay âm tàn này liên quan đến đám ếch từ kim bèn bảo bà mạng dẫn ra chỗ thùng ếch để sau nhà lúc tiểu tâm nhìn thùng ếch đã hiểu ra mọi chuyện quả nhiên là như vậy hèn chi nó theo ám lão mạc mấy con ếch từ kim này đầu to ra đền bóng hai con mắt lồi tướng ra chắc hẳn đã ăn nhiều xác người chết lão mưu trầm ngâm đoạn lão cầu tiếp lời nó còn bốc ra một thứ âm tà và oán khí cực mạnh chắc chắn mới ăn thịt xác chết không lâu Tiểu tâm gật đầu đoàn tiến lại gần lão mạc Dòng điệu nhỏ giọng mà nói Đại tỷ ta cũng là phận nữ nhi Chúng ta trò chuyện một chút Nữ quỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì đã bị đè ngén Thì đã bị đè nghiến xuống trói vào chân giường Đoàn tiểu tâm móc trong tay áo ra một thành thiết xích đan Vốn là lông con hồ ly thành tinh Nắm chặt một tay của lão mạc mà cắm thiết xích đan vào lầm bẩm Buồn thạt thần xác sớm đi đầu thai thì không chịu quả báo tiểu tâm chỉ đâm rách một màng da nhỏ mà lão mạc đau đớn như là vạn tiễn xuyên tâm toàn thân run lên cầm cập được rồi mau ra đi nếu không ta đâm vào sâu hơn thì cả nhà ngươi hồn phi phách tán cứ như vậy một lúc không biết sợ lời nói của tiểu tâm hay là không chịu nổi dương khí của thiết xích đan mà đột nhiên lão mạc gào lên một tiếng cơ thể như bị thứ gì đó kéo căng ra cực kỳ quái dị. Một nén nhang sau lão hồi tỉnh, đau đớn liền gào lên. Kẻ nào dám đâm ta? Tiểu xa ngứa mồm chen, hay là cho lão uốn néo thêm một chút nữa? Cho lão lột yếm luôn đi, ta muốn xem màu gì? Tiểu tâm nổ khí sung thiên tóm chặt đuôi của lão hầu mà sút lại thư ra hai đạo bùa như là hai sợi dây thần mà kéo cái lưỡi nhọn hoắt của tiểu xà ra mà gào lên. Này thì hí hí này. Bà Mạc thấy tiểu tâm khoa chân mút tay gào thét một mình thì kinh ngãi quá, kéo chồng và cháu chạy mất dạng. Lúc này ở bên ngoài phát ra tiếng vù kèm theo tiếng réo hồn thảm thiết. Xem ra lão cú chờ đợi chính là vong hồn nữ quỷ này. Nghe thấy tiếng rú thảm thiết, tiểu tâm bước ra ngoài cửa nhìn lên trời mà nói. Nữ quỷ đó chết oan nhớ chăm sóc cho cẩn thận. Sau khi vợ chồng lão mạc bình tâm quay về Tiểu tâm từ biệt không quên dặn Ếch đó không có ăn được đâu Đợi trời sáng mổ bụng đem phơi giữa ánh nắng mặt trời Là âm khí bay đi hết Sau đó đốt xác đem ra sông dài Có như vậy mới vẹn toàn Sau khi rời đi trên con đường dọc ra trang Vẫn còn vang vòng tiếng cãi nhau ẩm mỹ Và tiếng đánh nhau không ngớt Sao lại không thấy mấy con chiên lên Xà ra ta thích nhất là ếch chiên hay nó hóa thành một tiểu cô nương đi chứ hầu ra ta mỏi khắp mình mày rồi và vài tiếng leng keng của đào kiếm mới rút ra khỏi vỏ sau khi đào được bảo bối là con hồ ly ngâm dạ minh châu theo lời của lão cầu tiểu tâm thu được một món tiền trăm lạng vàng lại đem số tiền đó phát trần cứu đói dân nghèo tiểu tâm cùng các thần gia còn ra tay chị nữ quỷ ám về nhà của lão mạc và nhận ra có điều quan trọng lắm cho nên lão cú mới réo gọi thảm thiết sau khi rời khỏi căn nhà của lão mạc tiểu tâm theo tiếng réo vong hồn của lão cú mà gấp rút tiến đến bờ sông nơi mà lão mạc bắt ếch hồi đêm mà xử lý xác của nữ quỷ nhận ra ở ven sông có một đám cỏ giạt đi một mảng lại có thêm vết thịt vụn rơi ra dấu vết kéo lê đến mép nước thì mất dấu Tiểu Tâm nhận định chắc chắn có con tàn nào kéo xác xuống lòng sông bền quay qua nói: Phải xử lý tử thi đó, không thể để nó ảnh hưởng tới dòng sông vì bà con dùng nước ở đó sinh hoạt. Dầu trứng gà đang cầm trên tay là quà tạ lễ của vợ chồng lão mạc. Tiểu Tâm định bùng dùng nó để xử lý cái xác của tử thi. Lão Miêu cầm dầu trứng trên tay khư khư, không quên canh chừng Tiểu xà đang nuốt nước miếng ẩn ngực tiểu tâm lại sai lão miêu đục một lỗ nhỏ trên vỏ trứng rồi nhất loạt đổ hết mấy chục quả đã khoét vỏ xuống lòng sông lão hổ phải dùng hết sức bình sinh tóm được đuôi mới ngăn lại được tiểu xà định lao xuống đất mấy chục quả trứng sau khi bị lão miêu ném xuống nổi lơ lửng một hồi chìm dần xuống đáy sông lão cú đứng im lìm trên ngọn tre hai mắt đỏ rực quan sát động tĩnh Lúc này tiểu tâm mới giải thích việc ném số trứng xuống. Để mấy con tà người mùi tanh tanh tranh nhau đớp đồng xe nhà cái xác. Chúng ta không ai biết chiến đấu ở dưới nước, càng tránh cái nhược điểm chí mạng thì càng an toàn. Lão đại thả tiểu xà ra, hắn muốn ăn trứng sống nhất mà. Lão hầu nhích mép quỷ quyệt, chỉ thấy tiểu xà nghe thấy dưới nước có âm tà giữ thi thì lại rụt cả mang lại mà nói. Ta há sợ chi mấy cái thứ vật vãnh Chẳng là ta nên tích chút âm đức cho chúng con đường sống Cho nên là không xuống mà thôi Tiểu tâm liền hờ lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lão cú Mà kệ náo loạn hai mắt của lão cú vẫn trọng trọng nhìn vào dòng nước đen đặc Đang cuộn trào những tiếng bị bọp đều đặn Thiền sư có động tĩnh Lão miêu đứng sắt bờ sông chợt gọi giật lại Tiểu tâm cùng mấy thần ra hấp thấp nhào tới mé nước Nhận ra sau khi ném mấy quả trứng sống xuống thì trên mặt sông lúc này bọt nước đã sôi lên ủng ục. Từng bong bóng nổi lên to cỡ nắm tay giống như có con vật lớn đang ăn dưới đáy sông vậy. Qua thêm một lúc thì khúc sông này như là chảo nước sôi ủng ục bọt khí. Một bóng đen to cỡ trái chiếu lượn lờ dưới dòng sông nước đục ngầu. Rồi đột nhiên một xác chết nổi lên dập dờ. Nhưng điều kỳ lạ là cái xác này không thể nổi lên trên mặt nước. Điều này nằm ngoài dự tính của tiểu tâm vì nàng vốn dĩ nghĩ xác chết đã hai ba ngày. Thần hồn đã rời bỏ thể xác thì át hẳn cái xác phải nổi lên. Không thể nào, hồn đã rời khỏi xác, oán khí không thể nào nặng đến mức độ như vậy. Lão cậu trầm ngâm, quả là có sự lạ, xem cho kỹ có phải là con gì kéo xuống hay không. Lão hồ cất giọng ồm ồm, lão hầu cũng xô lại căng mắt dùng thiên linh nhãn của hầu ra soi xét quả nhiên không có gì kéo cái tử thi kia cả lão chưa kịp cãi lại thì thấy một lực thật mạnh đập lão bay xuống dòng sông lão hồ đứng trên bờ dư chân mấy thần ra khác thì cười lăn cười lộn tiểu xà cũng cất tiếng rồi nói vọng xuống hóa ra là hầu huynh thèm ăn chính sống đến vậy lão hầu ướt nhẹp toàn thân nhận ra tiểu tâm đang lăn lộn cười mới biết bị cả đám chơi sò bắt mình đi vớt xác bèn gào lên oán hận các ngươi cứ chờ ta Lão hồ biết lão hầu lười biếng nhất hội Có khó khăn là lùi đi ngay Nhưng mà lão lại có cái tính cố chấp không bao giờ bỏ là hóng hết Nên nhân cơ hội này dạy cho lão một bài học Thiên sư, ngài không sợ ta chết đuối Sẽ không ai thắp hương cho ngài khi ngài chết sao Tiểu tâm ôm bụng mà quát Đừng có nhiều lời con khỉ già kia Mau lo vứt xác đi Rồi nhìn lão hầu lúc này như là con chó con mình mày run cầm cập mà càng cười to hơn. Lão hầu cay cú lắm lầm rầm chửi. Hèn chỉ mười mấy tuổi không có thằng nào dòm ngó. Nói rồi lão lặn một hơi tới bên tử thi, thấy xác chết đó nổi không nổi, chìm không chìm, lại ngâm nước lâu ngày mặt mũi đã bị ăn nát bét. Lão hầu bất giác mở thiên linh nhãn chỉ nhìn thấy dưới dòng nước có một cặp mắt đỏ rực như lửa đang chầm chầm nhìn vào mình lão hầu sợ đêm dài lắm mộng bèn dùng hết sức bình sinh mà kéo cái xác vào lão hầu trời sinh thần lực dù bé nhỏ nhất nhưng mà sức lực cũng không thua bất cứ thần gian nào cho nên loáng cái đã kéo được cái xác lên bà. tiết trời về đêm kèm theo nước sông lạnh lại làm cho lão hắt hơi liền mấy cái cái mõm nhọn được đưa ra trông cực kỳ tức cười tiêu xà mon men lại gần nén tiếng cười trong cổ họng mà nói hầu ra hầu ra thật anh dũng vô song vì nghĩa mà diệt thân lão hầu gào lên quên cả cây xét thấu xương ta giết mày cái con run kia hai thần ra đánh nhau trí chóe tiểu tâm mà kể bọn họ mà tiến về phía cái xác tiểu tâm sau khi xem qua cái tử thi giữa nát sắc mặt liền trầm ngâm suy tư rồi nén tiếng thở dài mà nói quả nhiên là như vậy oan nghiệt oan nghiệt thiên sư có chuyện gì vậy Lão Miêu liền dò xét, một xác hai mạng cô nương này đã mang thai. Tiểu Tâm nói xong thì tất cả đều quay ra nhìn cái xác, hóa ra không phải do nước mà là do mang thai, cho nên cái bụng mới phình lên như vậy. Tức là hồn nữ đã đi nhưng mà hồn đứa bé vẫn ở đó, bảo sao cái xác không thể nổi lên được. Và con vật mà lão Hầu nhìn được dưới đáy sông chính là vì nó muốn chiếm lấy hồn phách thuần âm của đứa trẻ trong bụng. Tiểu Tâm tiến lại gần bờ sông nhận ra một cặp mắt đỏ rực dưới là nước lạnh lẽo, thì nhìn nó và quát: "Đừng có nhìn nữa, hồn phách của đứa bé không thuộc về ngươi. Tu luyện cho tốt, đừng có lạc vật tà đạo. Nếu không, đừng trách đạo gia ta vô tình." ba thần gia cống tiến sát Tiểu Tâm, nổ ra sát khí kinh người, lại thêm phần cú câu hồn gào thét trên không trung thị uy. Không biết nó hiểu lời Tiểu Tâm hay sợ cái sát khí của Bốn Thần Gia mà từ từ lùi đi lặn sâu xuống là nước cuồn cuộn đoạn tiểu tâm quay lại cảnh xác chết sắp xếp cho tiểu xà đi lấy gỗ ở cánh rừng cách đó hay dặm sai lão cầu canh chừng xác chết và lão cú réo gọi vong hồn của đứa trẻ cây xác được hòa thiêu trước khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện lại đem hai tờ dẫn hồn phủ thư lên không trung lão cú hú lên mấy tiếng thê thảm rồi nhà hai đốm sáng xanh lẻ hai đống sáng bám sát vật tờ phù rồi biến mất trong màn sương đêm sau khi xử lý oán nghiệp đó xong tiểu tâm nhận ra cả đêm chưa chợp mắt cho nên bèn gấp rút thu lại hành lý trở về quán trọ bên tai của nàng văng vẳng tiếng của thần hồ nhãi còn có người đang bám theo đấy sau khi trở về quán trọ với sự canh chừng của thần hồ tiểu tâm đánh một giấc ngon lành Mấy hôm nay sẽ ra nhiều chuyện cho nên lâu lắm mới có cảm giác ngủ ngon. Lão hồ nhìn tiểu tâm rồi nói. Gan của người cũng thật to, bị người ta theo dõi mà vẫn ngủ ngon lành như vậy. Tiểu tâm vươn vai ngắp một tiếng rồi nói. Có bạch hồ thần gia uy vũ ở đây ai dám mạo phạm chứ? Lão hồ tuy rằng uy vũ vô song nhưng có một nhược điểm đó là ưa nịnh hót tiểu tâm dựa vào đó cho nên tránh bị lão cằn nhằn đã uốn lưỡi mấy câu cho xong bỗng dưới quán trò văng vọng lên tiếng chửi rủa không ngớt ngó đầu nhìn xuống thấy mấy bá mẫu và mấy tiểu cô nương đang luôn mồm chửi rủa những lời độc địa Định thần nhìn kỹ hơn thì chục chiếc áo yếm đủ màu sắc được kẻ nào đó buộc chắn ngang đường trên đó chi chít là hình vẽ mặt hổ. lão hổ gầm lên rồi vụt biến mất thằng khỉ ra, Hóa ra lão hầu vẫn cay cú vụ đêm qua lão hồ đạp hắn xuống dòng sông. Cho nên lúc lão canh chừng cho tiểu tâm ngủ đã lẹn ra lấy trộm hết áo yếm của đàn bà. Rồi vẽ đầy hình mặt hồ lên trên để treo ngang đường lớn. Báo hại cho lão hồ mới sớm ra để bị người ta đào ba đời ra mặt trời. Lão cầu lúc này mới xuất ra khỏi thần tử văn mà thì thầm. Kẻ đó chưa đi đâu còn làng vàng ở bên ngoài đó. Tiểu tâm mặc kệ loại người nào bèn bước xuống và lao nhanh về phía kẻ theo dõi. Nhận ra đó là một bà lão tầm 60 tuổi, cơ mặt cháy xém một nửa. Tiểu tâm hỏi lý do tại sao lại bám theo nàng từ tối qua, thì bà lão đó quỳ sụp xuống mà nói, Thiền sư xin cứu mạng, lão bà cần gì cứ nói tôi giúp. Lão bà còn chưa kịp cất lời thì đã dính ngay một chậu nước hất vào người ướt nhẹp rồi mấy tiếng chửi rủa vang lên làm cho bà lão kinh sợ lật đật bỏ chạy về trong gia trang tiểu tâm há hốc mồm sững sờ rồi quay lại đám người đứng sau lưng đang ồn ào trách mắng chỉ thấy trong đám đông ồn ào đó có một ông lão bước đến mà nói cậu thiếu niên có điều không biết đó là lưu ác mẫu nhà mộ ta ở cái gia trang này ba đời nay tiền bạc giàu có nứt đố đổ vách lại chuyên ăn chặn tiền công gia nhân cho vay lờ lãi cắt cổ gây ra bao nhiêu gia đình nhà người ta ly tán lấy chạy lồng lồng tuy thưa mà khó lọt nhà mụ gây ra nhiều ác nghiệp cho nên ông trời trừng phạt sau khi chồng của mụ chết gia sản cứ như vậy tiêu tán con trai của mụ mộ trong một lần đi thu mua thuốc bị hồ vồ chết mất xác hắn chết trong lúc vợ của hắn đang mang thai thai sinh ra lại mắc bệnh da bẩm sinh cho nên chữa trị qua nhiều thầy lang mà không khỏi nghiệp báo kéo dài cho đến mấy năm vừa rồi nhà mụ bị hòa thiêu. Chính là vì thế mà mụ mới bị cháy xém nửa khuôn mặt. Đúng là ác giả ác báo. Dù mụ chỉ là con dâu của nhà họ lưu, nhưng mà trời cao không thăm một ai, đáng đời lắm. Xung quanh cũng vang lên những tiếng xôn xao đồng tình, lão già liền tiếp tục. Cậu mới tới thôn trang này, cẩn thận kẻo bị lưu ác mẫu đó lừa gạt. Tiểu Tâm suy nghĩ lâu lắm rồi nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi quán trọ, lại hỏi thêm người trong gia trang tìm đến nhà của Lưu gia. Lúc này chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, Lưu Ác Phụ thấy Tiểu Tâm thì nước mắt ngắn dài quỳ mọp xuống vái lấy vái để. Tiểu Tâm đỡ dậy mà nói: "Ta đã nghe người dân trong thôn nói về Lưu gia, nhưng mà âm dương nhãn của ta lại thấy bá mẫu toát lên về thiện tâm, trước giờ không làm điều gì mờ ám." có chăng là chỉ bị người ta thúc ép mà thôi. Lưu bà bà nghe vậy thì càng khóc lớn, sau khi chấn tĩnh mới mời tiểu tâm vào trong nhà. Cái nhà gỗ nhỏ cực kỳ thô sơ, chỉ có một chiếc bàn ọp ẹp và mấy chiếc giường đắp bong chóc, kê sát vách. Tiểu tâm đỡ ly trà từ tay của Lưu bá mẫu rồi nghe bà trải nỗi lòng tâm sự. Số bà là trường nữ của một gia đình danh gia vọng tập sống gần kinh đô, theo sự an bài của cha mẹ mà làm dâu lưu gia mấy chục năm về trước. Cha mẹ của bà bị kẻ gian trong chiều hãm hại, cho nên bà coi lưu lão thái công như một cha ruột. Ngày đêm hầu hạ và một tay quán xuyến việc làm ăn cho gia đình. Nếu bà phát thiện tâm giúp người bao nhiêu, thì bên chồng lại độc ác bấy nhiêu. Phần làm dâu cho nên bà nào có thể ngăn cản hết mọi chuyện. Thành thử là lưu gia ngày càng giàu có trên sự đau khổ của bá tánh. Liêu Lão Thái Công bị một đám thảo khấu chặt đầu khi đang trên đường đi nhận tiền ở các cửa tiệm chi nhánh dọc trong ngoài thành. Chúng cướp hết vàng bạc châu báu rồi treo cây đầu ngay cầm Tây Thành. Mọi việc nào có yên ổn, chồng của bà trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc mãi gần Kinh Đô bị hổ vồ chết mất xác. Đến khi lấy cái xác không đầu của Lưu Lão Thái Công về chôn lão bá tánh vì quá căm hận mà đã quật mộ rồi chôn vào một địa huyệt thung làm cho tai họa cứ như vậy ập đến từ việc làm ăn thua lỗ đến việc con dâu sinh non chết ngay tại chỗ đứa cháu đẻ ra còn bị bệnh ngoài ra ngày đêm bong chóc đã mời rất nhiều lang y mà không chữa được tài sản cứ như vậy đội nón ra đi dân làng bảo rằng lưu gia đang phải trả cái oán nghiệp đã gây ra tại kiếp này bà không căm hận bá tánh mà thương cho đứa cháu còn lại nhỏ dài chưa biết chuyện gì đã phải gánh nghiệp một vài người cảm thấy thương tình cũng mách nước cho bà phải rời mộ của lưu lão thái công thì mới qua kiếp nạn nhưng mà ngặt nỗi phận phụ ấu sức nào làm được lại vô tình chứng kiến tài phép của tiểu tâm cho nên bảo gan cầu xin cứu giúp lưu bà bà đang kể thì trong phòng phát ra tiếng khóc ré của đứa trẻ Tiểu tâm nghe xong thì quyết định phải giúp bà lão này. Tiểu tâm bảo lưu lão bà cho biết địa chỉ nơi huyệt mộ của Lưu Thái Công rồi từ biệt ra về. Dặn lưu bà hãy đợi tin. Sau khi hỏi thăm mấy người thì tức tốc đến một căn nhà ở con ngõ phía đông bắc. Lão Tứ có nhà không? Sau một hồi im lặng cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, đứng trước mặt của tiểu tâm là một đại hán thân cao tám thước, người dính bê bết máu, mùi máu tươi còn bốc lên tanh nồng trên tay còn cầm một con dao ướt đẫm máu huyết đoàn nhìn tiểu tâm mà hỏi tiểu huynh đệ tìm ta có việc gì chả là ta nghe dân trong thành nói lão tứ có một lò mổ hôm nay ghé thăm muốn mua ít chẳng hay là tứ ca có đang giết con nào hay không lão tứ quẹt con dao vào áo rồi hình hạch nói hóa ra là mua thịt heo có mới cắt cổ con heo xong còn chưa kịp xả tiết huynh đệ mau vào mau vào đi bước vào mấy bước thì trên bàn mộ tiểu tâm đã thấy một con heo to lớn bị cắt cổ đang chờ xả tiết ta muốn mua toàn bộ số máu heo này tiền trả bằng đúng giá trị của con heo lão tứ không đợi câu thứ hai đã gật đầu đồng ý đoàn lấy một chiếc thùng xả tiết của con heo lại khuyến mại cho tiểu tâm một thùng nữa tiểu tâm trả tiền cảm tạ rồi đầy thùng máu heo đi lão tứ đứng ở cổng gọi lớn tiểu huynh đệ sau này nhớ ghé rồi cầm túi bạc khí hừng bỏ vào trong nhà. Tiểu tâm nhắm hướng đông thành mà cầm cụi đầy xe, trên đường tiện tay chặt vài cây tre tươi, đéo ra hơn chục ống tre chuẩn bị cho việc chấn yểm hung huyệt. Đến nơi thì thấy huyệt mộ ôm tùm cỏ, cũng là lúc trời nhá nhem tối. Tiểu tâm lấy ra một thanh sắt rồi hơi nóng rực, đòi lấy thanh sắt chọc vào các đốt tre. Tiếng xèo xèo bốc lên, chẳng lâu sau ống tre đã bị xuyên thủng. Sau khi chuẩn bị xong thì cắm mười mấy cái ống tre theo phương lục nghi, lấy huyệt mộ làm trọng tâm. Chẳng bao lâu các ống tre đã chôn đúng vị trí đỉnh sẵn. Tiểu tâm cẩn thận dùng cái gáo dừa múc máu heo đổ vào các ống tre. Đây là bí mật môn phái mà hoàng lão gia tận tâm chỉ dạy, dùng máu động vật biến mảnh đất thành đất dưỡng thi. Nơi đặt quan tài là nơi giao thoa giữa núi cao và bình địa, theo phong thủy là thiết bạch hổ gãy lưng sinh khí cực kỳ yếu dùng máu động vật gia tăng sinh khí cho mảnh đất tiểu tâm hoàn toàn tin tưởng rằng xác của lão lưu đã phân hủy hết cho nên không thể trở thành cương thi đất nuôi xác là vạn phần hung hiểm với kẻ trộm mộ nhưng với chủ mộ lại là việc cắt lợi đất gặp máu thì xác sẽ thịnh sau khi máu heo đổ đầy các ống tre Tiểu tâm chôn thật kỹ rồi lấy hòn đá có vít sẵn, định hồn phù rồi chôn ngay dưới huyệt mộ. Xong xuôi thì lầm rầm khấn bái rồi thư ra mười mấy đạo hồng quang, mười mấy ống tre và hòn đá phát sáng đỏ rực rồi dần tắt ngúm. Tiểu tâm đứng lên nhìn huyệt mộ mà nói, ổn rồi sau này lưu Gia sẽ không gặp bất chắc gì nữa quả nhiên là sau khi tiểu tâm từ biệt không lâu liều lão bà trong một lần đi mò cua bắt được dương vàng việc kinh doanh của lưu gia được tiếp tục lưu bà bà còn đứng ra giúp đỡ dân nghèo qua nhiều cơn tai ương đói kém cho nên dần dần được dân làng kính trọng đặc biệt nhất là đứa cháu bỗng nhiên khỏi bệnh và lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ đồng trang lứa sau khi giúp lưu gia thay đổi phong thủy tiểu tâm tiếp tục lên đường phiêu bạt cuộc hành trình của nàng tiếp tục sẽ diễn ra sau khi giúp lưu gia chấn yểm lại mộ phần tiểu tâm đã tạo được không ít công đức trên con đường hàng yêu phục ma có một mất mát duy nhất đó là đạo pháp như là giấy bản chu sa thì hao hụt đi nhiều nhân cơ hội đến vạn gia trang tiểu tâm bèn ghé khu chợ đồ cổ mua sắm đạo pháp khu chợ này vốn là nơi giao thương hàng hóa bình dân nhưng trước lúc hạ sơn lão hoàng đã căn dặn phàm là có giao thương tất là có nơi bán đạo pháp cứ y như vậy mà tìm tiểu tâm nghe lời của lão cầu tiến đến một gian hàng nhỏ bán đạo pháp nằm sâu ở phía đông của vạn gia trang trên cái sập bày biển bao nhiêu pháp cụ như là tam thanh linh bát quái quẻ chấn hồn ngọc làm cho tiểu tâm hòa hết cả mắt những lời của lão cầu chầm chầm bên tai làm cho nàng chú ý hơn vào một thanh hắc kim đao đèn nhánh nhỏ nhưng rất sắc bén. Đây là đao tà đã có đao linh, ẩn chứa một cỗ sát khí cực mạnh, nếu không tại sao tiêu xà lại run rẩy thiết kia Tiểu tâm dùng thần hồn soi vào thần tử văn, quả nhiên thích tiểu xà thần gia có pháp lực yếu nhất, đang cuộn mình phát ra những tiếng phì phì như kích động. Tiểu tâm cầm thanh đao nhìn ngắm một hồi quả nhiên là âm dương nhãn phát hiện ra một tia tà ác. Lão miêu liền tiếp lời. Thiền sư, trước khi theo con đường độc đạo, miêu gia ta có trải qua mấy lần đổ kiếp, cũng trải qua vạn tiễn xuyên tâm. Đào kiếm đâm ngàn vạn mũi thì quả thật là theo hiểu biết của ta. Thanh đao tàn này được tôi luyện cực kỳ kỳ công. Trên thanh ẩn chứa sát khí chứng tỏ nó được tôi luyện từ máu tươi. Tiểu tâm vùng đào một vòng tròn quanh mình thì quả nhiên tiểu xà cuộn mình lại gào thét thi thảm. Thứ dơ bẩn tránh xa ta ra lão hầu cất giọng khinh bỉ thần ra gì cái ngữ này hay là thiên sư cho hầu ra ta mượn chút coi ta thèm đôi giày mới lâu rồi tiếng chí chóe lại tiếp tục vang lên tiểu tâm nhận ra thanh đao này quả thật có linh khí đúng như lão miêu nói nó từng luyện qua máu người cho nên cỗ sát khí mới hung bạo như vậy sát khí sinh ra đau linh cho nên tiểu xà mang cơ thể thuần âm mới run sợ không dám hó hé trả mấy lạng bạc rồi theo lời của lão Hồ chế ngự thành công thanh tả đao lại dùng đạo pháp đạo ra mà đổ kiếp tia sát khí thành linh khí tỏa ánh sáng vàng rực đặt tên là hắc kim đao và mang theo bên mình lão Hồ trầm giọng kể cho tiểu tâm và các thần gia về sự tích thành thu phục thành thiết đao mà hoàng lão gia cha của tiểu tâm luôn đeo ở bên mình không rời đại khái là khoảng 11-12 năm trước Lúc mà tiểu tâm còn nhỏ Và một đêm tối trời lão hồ và hoàng lão gia Cùng nhau chế ngự một con yêu quái lông đen ở trên núi Con yêu quái đó vốn là yêu quái thảo nguyên Bị lão hồ và hoàng lão gia dượt đánh đến trên núi đó Thì trốn luôn vào một tảng đá lớn nhất định không chịu ra ngoài Lão hồ không còn nhẫn nại bền ngồi phủ phục cạnh phiến đá mà canh giữ con yêu nghiệt, nhưng nhất thời chẳng làm được gì nó, Nhân lúc mà nó mài canh chừng lão hồ Thì hoàng lão già đã phóng ra một mũi kim xích đan Được buộc với một sợi dây thừng ngũ sắc Kim xích đan ghim chặt vào cơ thể Của con yêu quái to cứ bắp chân mà kéo ra sạch sạch Kim xích đan đó vốn thuộc tính thuần âm Cho nên chỉ một chiêu diệt luôn yêu quái đó Đoàn hoàng lão gia quay sang mà nói Quy tắc cũ, xích thử đan là của ta, thần xác là của ngươi. Hoàng lão già cất đi xích thử đan là đôi cánh của yêu nghiệt, rồi cất vào một cái hộp gỗ sơn đỏ. Còn lão hồ thì ngấu nghiến nhai rào ráo cái xác của con tà yêu. Đang tận hưởng chín lợi phẩm thì từ trên cao, tiếng gọi hồn réo rắt của lão cú vang lên. Không ai bảo ai cùng phóng vụt theo tiếng gọi hồn giữa màn đêm đen đặc đó. Trẻ một lúc thấy lão cú đứng im lìm trên cành cây chăm chăm nhìn trước mặt hoàng lão ra đưa mắt nhìn theo thì cảnh tượng trước mặt làm cho lão đờ người ấy là trên khoảng đất trống sắt khu rừng có một vị đại tàu tay cầm một thanh đao đen đang chuẩn bị chọc vào cổ của mình như sắp tự sát là thay hai mắt của vị đại tàu đó trắng dã lạc thần lão hoàng hiểu ngay người đó tâm thần đang bị khống chế liền ném ngay ra một ám khí ám khí đó trúng vào thanh đao phát ra tiếng keng chói tai thanh đào bị bật ra trước khi ghim chặt vào cổ họng của đại tàu thanh hắc đào bị đánh văng ra mấy trường rơi xuống đất phát ra tiếng bộp khô khốc thanh đào vừa rời khỏi tay thần chí đại tàu đó bèn khôi phục nhận ra trên cơ thể chẳng chịt vết đao cứ tứ máu tỉ gạo lên không biết vì đau hay là vì sợ hoàng lão già bèn tiến lại rồi hỏi thăm đại tẩu tàu không sao chứ vì đại tàu đó chưa hoàn hết ba hồn chín vía bền lắp bắp nói ta ta không biết nữa ấp úng một hồi thì cũng không kể ra được nguồn cơn của sự việc hoàng lão Gia đỡ đại tàu kia dậy mà nói đại tàu đại tàu bị mất hồn rồi lúc nãy xém nữa thì tự sát đại tàu nghe lời nói của hoàng lão Gia bèn nhớ ra mọi chuyện và kể lại à ta nhớ rồi là do thanh đao hút máu người đó Hoàng lão già tiến tới cầm thanh đao linh nhìn ngắm, nhận ra nó là một vật mang hùng khí. Đại tàu nhân cơ hội bền thao thao bất tuyệt. Tất cả đều do ta không nghe theo lời các bô lão ở trong vùng. Ta là một chủ buôn có tiếng, người trong vùng thường gọi ta là Dương Phu Nhân. Đoàn đại tàu nhắm nghiền hai mắt nhớ lại và kể lại. Số là trên đường rời khỏi Gia Trang để đi thu mua nông sản. Dương Phu Nhân gặp một ông lão bên đường, tay khư khư ôm bọc vải màu đỏ cũ kỹ. Đại thúc đi đâu vậy ạ? À? Muốn đi nhờ ta không? Lão già thích cố xe ngựa dừng lại thì mon men lại gần, tỏ ý cảm ơn đã cho lão đi nhờ. Dương phu nhân vốn là một người nhiều chuyện, thấy lão ôm khư khư bọc vải thì ngứa mồm hỏi. Đại thúc có vật gì quý hay sao mà ôm như là bảo bối vậy? Lão già cũng không úp mở mà nói Chẳng giấu gì phu nhân, ta muốn sang trang viên gần thành Bắc mà bán một cổ vật. Đó là một thanh đao, ta vô tình đào được nó lúc bắt cá ở dưới suối. Một thanh đao? Đại thúc có thể cho ta chiêm ngưỡng chứ? Dương phu nhân là phận nữ nhi, nhưng đặc biệt có cảm tình tới binh đao tên nọ, cho nên háo hức muốn thấy. Lão già không ngần ngại mở bọc vải ra rồi chìa ra trước mặt dương phù nhân đã từng nhìn qua bao nhiêu là bảo đao nhận thấy đây là một thanh đao cổ quái tuy màu đen tuyền nhưng lại có cái áp lực làm cho người khác có cảm giác kinh sợ xem xét một hồi thì động lòng nhất định bảo đại thúc đó bán cây đao cho mình đại thúc đó vốn muốn bán kiếm chút tiền nhưng mà do dự thì lại nói dương phù nhân thích vậy thì ta xin tặng cho bà hai người đưa qua đưa lại một hồi cuối cùng thì dương phu nhân dối cho lão mười lạng bạc để mua đứt cây đao không công thì bất thụ lộc lão già cũng vui vẻ nhận lời rồi sau đó rời đi trước khi rời đi còn không quên quay lại mà nói phu nhân cây đao này đã khai quang lúc ta đào được nó mang về con trai ta đã sợ ta cũng không dám để nó ở nhà cho nên mới mang đi bán phu nhân hãy cẩn thận Dương phu nhân tưởng lão bán rẻ cây đao cho nên hối hận nói vu vơ vài câu. Vì vậy không những không nghe lọt tai mà còn cố ý định khinh nhờn mà đáp. Đại thúc cứ yên tâm, tà ma nào vào tay của ta ta cũng trị hết. Được rồi, vậy thì xin cáo biệt. Sau khi tạm biệt lão già thì Dương phu nhân mừng lắm. Dù cho thanh đao có bốc mùi máu tanh thì cũng coi như bảo vật. Cầm trên tay nâng niu nhìn ngắm bỗng xe ngựa như có một cỗ sức mạnh kéo đi rồi đạp phải cục đá ven đường thì bổ nhào xuống may mắn dương phu nhân đã bị hất tung xuống mảnh đất bằng cho nên chỉ bị xây xác và chảy ít máu chứ không có nguy hiểm đến tính mạng lồng gồng bò dậy thấy một cành tường quái dị cây đao mới hồi nãy còn cầm trên tay giờ này đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh định thần nhìn kỹ thấy máu trên người của mình đang dính trên lưỡi đao không biết có phải do va đập làm choáng mà dương phu nhân cảm thấy máu trên lưỡi đào từ từ biến mất mà thanh đao lại càng sáng bóng hơn sau khi ổn định tinh thần bèn trèo lên rồi quay xe ngựa đưa về nhà không đi đánh hàng nữa vừa về đến nhà thích chồng sung sướng khoe mua được bảo đao mà quên cả vết thương ở trên mặt vốn dĩ chồng của bà ta cũng là một người đam mê đao kiếm cho nên vồ vập lao ra cầm lấy xem thử hắn hấp tấp tới mức té ngã và lòng của vợ theo phản xạ dương phu nhân giơ tay đỡ chồng thì thanh đao trên tay cứ một vết dài trên tay của chồng bà chảy rất nhiều máu điều kỳ lạ làm cho lão dương quên đi cả đau đớn đó là một giọt máu trên lưới đao cũng không rơi xuống đất toàn bộ máu đều bị nó nuốt vào bên trong đến lúc này dương phu nhân mới tin lời của lão già nói là đúng rồi nghĩ không thể để thanh tà đao này trong nhà mới mang vào ven rừng để chôn dương tàu một mình tiến về phía bìa rừng phía bắc định bụng chôn nó ở xa nhà một chút gần đến nửa đêm thì một thân một mình dương tàu cảm giác có ai đó đang nhìn mình cho nên chốc chốc lại quay đầu lại chỉ thấy giặt một không gian u tịch không có bóng ma nào nhưng thần chí mách bảo có ai đó đang áp sát sau lưng rồi thanh đao run lên bẩn bật Dương Tàu nắm chặt cán đao định bụng ném đi luôn thì lạ thay cảm giác bị theo dõi đó biến mất. Dương Tàu mừng húm vì trục lạng bạc bỏ ra cũng có lúc hữu dụng. Bèn nhìn ngắm hồi lâu rồi thần trí biến mất lúc nào không rõ. Ông nói xem có phải thanh tà đao này nhốm máu tôi cho nên muốn lấy mạng của tôi. Thanh đao này âm tà đến vậy để tôi xem nào nói rồi lão hoàng đứng dậy cầm thanh đao lên quả nhiên đao vừa lên tay đã tỏa ra âm khí lạnh người thanh đao không ngừng áp chế thần hồn của lão chỉ nghe một tiếng phập khô khốc vang lên lão hoàng đang đâm ngập thanh đao vào đùi của mình chỉ thấy thanh đao nhốm đỏ máu tươi làm cho dương tàu thét lên kinh sợ lão hoàng mặt không biến sắc cắm thanh đao ngập đến tận cán máu tươi chảy ướt đẫm đùi thanh đào liên tục hút lấy máu của lão chẳng bao lâu thì no Dương tàu tường lão hoàng cũng bị thanh đao khống chế bèn lấy hết can đảm tiến lại rồi nói ông có phải ông bị nó khống chế rồi không mau tỉnh lại đi lão hoàng mặt không biến sắc đáp nó muốn uống cứ cho nó uống phải tàn ác hơn nó thì mới áp chế âm tà trong nó được sao cái giá bao nhiêu tàu cứ nói tôi xin mua lại nó Dương Tàu tái mặt xua tay và nói Khẩm tôi biết tiên sinh không phải là người tầm thường Xin tặng lại cho lão tiên sinh thay cho ơn cứu mạng Vậy thì tôi không khách khí Tôi là hoàng lão nhà ở núi Yên Văn Cứ việc gì thì cứ tới tìm Sau đó thanh tán đao thuộc về lão hoàng Lại được lão áp chế và luyện thành linh khí trừ tà Và đặt tên là thiết đao Tiểu tâm nghe đến đây thì trầm trồ Hóa ra lão già nhà ta có bản lĩnh đến vậy, lấy thanh đao của người ta mà không tốn một xu lúc hoàng thiên sư mang đao về thì nhà ngươi bỏ hẳn tật gạo thét suốt đêm không ngủ đúng là linh khí tiểu tâm như lật sực nhớ ra điều gì thì bèn nhìn lão hồ rồi nói không lẽ ta phải cho thanh sắt này uống máu hay sao lão hồ cười khinh bỉ mà nói chỉ có hoàng thiên sư mới đủ gan làm như vậy còn loại cốc tía như ngươi thì nào đủ bản lĩnh quay về ta sẽ làm cho ngươi lễ phục linh Nói rồi cả đám kéo nhau trở về nhà trọ. Tiếng của tiêu xa và lẽo hầu trí chóe vẫn chưa dứt. Lúc mà cả đám trở về thì trời đã ập tối. Lão cầu đề nghị đi xuyên qua cánh rừng. Vốn có con đường tắt để trở về quán trọ. Thì bất giác một tiếng réo thi lương phát ra ngân dài trong không trung. Kêu! Cả đám quay đầu nhìn về hướng thần cú. Thì lúc này bóng tối nhờ nhờ một thân ảnh đang gấp gáp quay đầu nhìn lại vì bị tiếng gào kinh động là một lão già đang ở cạnh một ngôi mộ lão hầu lên tiếng dù khoảng cách không xa nhưng do trời tối cho nên chỉ thấy thân ảnh của lão ta lén lút làm gì không rõ đi chúng ta qua đó tiểu tâm kéo cả bọn quay đầu lại lão già thì có người bèn vội vã quay đầu bỏ chạy tiểu tâm thấy vậy đoán chắc lão không làm gì tốt đẹp Lão miêu bèn lên tiếng Thiên sư có cần ta đuổi theo không Tiểu tâm càn lại rồi nói Trời tối đường rừng khó đi Không cần đuổi theo Lão thoát đi đâu được chứ Rồi bất giác ngẩng đầu mà nói Lão cũ bám theo hắn Lão cũ giang xài cánh rộng Và trượng gào lên một tiếng ngân dài Rồi tung cánh bay vụt theo Thân ảnh đang vội vã trốn chạy Tiểu tâm thấy lão cũ đi rồi Bèn tiến lại gần ngôi mộ kia vừa tới gần thì đập vào mắt của tiểu tâm là một cảnh tượng kinh hoàng cây xác chết mới bị lôi ra khỏi mộ vết kéo lê vẫn còn mới hai mắt xác chết lồi ra cơ thể bắt đầu trương phình da thịt vào vài nơi giữ ra, còn ở khóe miệng lúc nhúc toàn ròi bỏ bốc mùi hôi thối tẩm lợm tiểu tâm nhận ra đây là xác của một lão bà cơ thể như là bị trúng đập cho nên lớp da ở bên ngoài ngả màu xám xịt sẽ ánh đèn cầy mới thấp soi rọi cái cổ vẹo sang một bên còn cắm ngập một con dao nhỏ nhưng cực sắc. Lớp thịt nháo nhễu ra chảy ướt đẫm cả vật cỏ dưới cái xác. Lão Miêu nhìn qua một đợt rồi nói. Kẻ đó muốn lấy xích thi. Xích thi? Xích thi là gì? Có ngon như là trứng gà không? Tiêu xa nhanh nhậu nói. Đồ ngu, xích thi là mỡ xác chết đó. Nhà ngươi muốn không để hầu ra lấy cho người mấy cân? tiểu tâm quan sát thì thấy một túi vải nhỏ trong đó có ba hộp gỗ màu vàng nhạt xăm soi một lúc thì nhận ra đó là gỗ của cây tử phiên thì lập tức nói đúng vậy đây là hộp gỗ làm từ cây tử phiên lại lót ở bên trong bằng cỏ âm cốc chuyên dùng để đựng thi du luyện bùa ngải là phương pháp của bùa ngải miêu cương lão bà này chết do chúng độc là cái chết bất đắc kỳ tử cho nên oán hận nhân gian còn nhiều mỡ trong xác chết để luyện bùa càng công hiệu Giờ lão lấy mỡ người chết ra làm mắm sao tiểu tâm kêu lão hầu buộc mõm tiểu xa lại rồi nói toàn thứ âm độc thế này chắc chắn là để hại người yên tâm có bạch hổ ta ở đây số lão đúng là đèn đuổi rồi khi mà lão hầu chôn xong cái xác đó thì tiểu tâm bèn bày ra lục lăng sát trận nhằm đối phó với kẻ đào mộ thì trời cũng đã gần về nửa đêm cả đám kéo nhau về quán trọ mà đợi tin của lão cú mới sáng tinh mơ tiểu tâm đã bị đánh thức bởi tiếng huyên náo số là con trai của lão quán trọ đột nhiên ngất lịm đi tuy rằng vẫn còn hơi thở nhưng mà cho người ta một cảm giác người đã chết âm lãnh vô cùng tiểu tâm chân vào đám người đang lối nhố tiến đến gần xăm soi đồng tử của đứa bé rồi hỏi đứa trẻ này bị thế này lâu chưa mới sáng ngày đã chơi thì lăn răng ngất mấy đại phu cũng lắc đầu bó tay không tìm ra bệnh lão chủ quán xuất sắng trả lời tiểu tâm nhìn lại đứa bé rồi bất ngờ vạch áo của nó ra thì thấy vùng da gần trái tim xuất hiện nhiều vết chấm xanh chấm đỏ vô cùng kỳ lạ lại thấy đồng từ của nó ánh lên sắc xanh cổ lãnh bèn quay qua mà nói con trai của ông đã dính cổ thuật miêu cương là độc âm cổ Âm cổ này bao gồm vô thuật và cổ thuật, là thứ bùa ngài cực kỳ tà môn. Cổ thuật là dùng những động vật có kịch độc để hại người, phần lớn phải tiếp xúc với cơ thể mới có thể dùng được. Sau khi trùng độc tiếp xúc với cơ thể người, thì thầy Pháp sẽ ám người đó qua con rối Muốn sinh muốn diệt một nhát là xong. Nói đoạn quay qua vợ chồng lão chủ rằng mà nói, Gần đây các người có đắc tội với ai không? Không, không có, Gia đình chúng tôi chỉ mở khách điếm này tuyệt đối không đụng chạm hay đắc tội với ai. Quanh đây mười giảm ai cũng quen biết chúng tôi cả. Vợ lão chủ liền lên tiếng. Tiểu tâm biết thầy Pháp Trung Nguyên tối kỳ việc dùng trùng độc nếu nói thẳng ra là không có. Nhớ đến lão già tối qua bền quay ra khoảng không trước mặt mà nói. Vừa hay lão cố đã phát hiện ra tung tích của lão, tối nay chúng ta qua đó để bắt lão về. Được rồi, ta ghét nhất là loại tà độc đánh lén, nhất là hãm hại trẻ con. Lão hồ liền lên tiếng, sao không bắt luôn đi, tiểu hầu ta cần gì đợi tới tối. Lão rốt vậy, có con cú mèo nào mới vào ban ngày không, đúng là nông cạn. Một chàng dài âm thanh ẩm mỹ đánh nhau. Tiểu tâm căn dần lão chủ phải túc trực bên con sau khi đã dán tờ định hồn phù lên chắn của nó, rồi tức tốc trở lại cánh rừng nơi xác chết bị đào lên tối qua sau khi chấn niệm thần hồn và tức tốc quay trở lại huyệt mộ nơi mà tối qua phát hiện ra lão thầy mò miêu cường đang quật mộ tiểu tâm thấy lục lăng sát trận vẫn chưa bị phá chứng tỏ lão thầy mò chưa có quay trở lại để quật mộ để tiếp tục lấy xích thi thì yên tâm quay trở lại quán trọ trên đường về tiểu tâm đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ gồm có hai cân gạo nếp một chén máu tươi của con gà trống hai tuổi và một nhánh cây dâu vẫn còn nguyên lá tiểu tâm sai lão chủ quán trộn máu gà với gạo nếp rồi đắp lên vết huyết ngài gần tim và trả sát lên toàn thân của thằng bé tức thì gạo nếp biến thành màu đen xì bốc mùi hôi thối tởm lợm như xác chết lâu ngày thay thêm mấy lần gạo nếp cho trộn máu gà thì cơ thể của thằng bé đã hồng hào trở lại trên người cũng mất hết mùi hôi thối mới tỏa ra Tiểu tâm say mẹ thằng bé lấy cành dâu còn nguyên lá mà bẻ ra cho vào nồi nấu. Cứ nằm chén nước thì lấy một chén rồi cho thằng bé uống. Sau khi uống xong tầm thời gian nửa cây nhang thì thằng bé nhăn mặt ôm bụng rồi gặp người ói mửa. Thằng bé tức thời ói ra một đám dịch nhầy màu nâu xền xệt như là màu máu đông và bốc mùi tinh tươi tưởng lợm. Sau khi nôn hết những thứ âm tà trong bụng thì thần sắc tươi tỉnh hẳn lên thấy con trai tỉnh táo vợ chồng lão chủ quán quỳ xuống vái lạy tiểu tâm rồi nói đội ơn cứu mạng của thiên sư mong ngài nhận lấy chút lễ vật này thay lời cảm ơn của vợ chồng tôi đoàn sai vợ mang ra một chiếc khay nhỏ trên đó có 50 lạng vàng tiểu tâm lắc đầu mà nói ta hàng yêu phục ma cứu người há vì vài đồng bạc nếu thực sự muốn trả ơn ta thì hãy làm cho ta một bàn thức ăn mấy ngày nay ăn bánh bao đến vàng cả mắt Lão chủ quán gật đầu lia lịa không quên dặn vợ chuẩn bị thêm năm bàn ăn nhỏ có đủ rượu thịt như là tiểu tâm căn dặn. Tiểu xa nước rãi dòng ròng cười sung sướng. Nhớ phải cho chục trứng gà còn tươi. Sau khi tiệc rượu non nê thì lão chủ quán mới tiến đến trước bàn gỗ nơi tiểu tâm đang ngồi mà nói. Thiên sư, con trai tôi như thế là ổn rồi chứ. Tiểu tâm thở dài mà đáp. Đúng là thi độc đã giải được hết Nhưng mà vẫn phải trừ đi chú nguyện rùa của kẻ gieo bùa Diệt cò phải diệt tận gốc tránh hậu họa sau này Lão chủ quán nhìn tiểu tâm ái ngại Nói vậy nhất định phải bắt được kẻ dùng tà thuật đó Đúng vậy xin lão ra tử cứ yên tâm Ta đã biết ai là kẻ đã gây ra chuyện này Bình sinh ta ghét nhất những kẻ dùng pháp thuật gây ra những chuyện thương thiên hại lý Ta sẽ diệt trừ tận gốc những kẻ đó Trời vừa nhá nhem tối Tiểu tâm nai nịt gọn gàng Phải mang đảo mộc kiếm Bên hồng dắt theo hắc kim đao Nhắm hướng bắc thành vào sâu trong núi Tiểu tâm dựa vào sự chỉ lối của lão cú Mà tìm tới một căn nhà gỗ nhỏ Biệt tích ở giữa sừng xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này